Người vừa bán thì thế mọi người. Giao dịch thành công là đấy, người đẹp. Đẹp quá nhỉ. Ba vai đấy, dáng đấy. Đây đấy còn thơm lắm. Cũng buổi bán bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Hợp lý đấy. Hôm nay lại bán rẻ thế. Rẻ cái này cái may bán gì? Đấy to chả dám hỏi, bây giờ bảo bán 2 triệu. 2 triệu. Tự nhiên này, tự nhiên lại bán rẻ. Đấy chứ không phải chẳng phải rẻ đâu. Ý là so với ở đây là rồi. Chợ bên An lên chậu là đẹp ngay. Không cần đi chân chậu đẹp. Đẹp. Vâng. Bức quá. Cái này to to hơn này. Cành trâu đấy. Ở trong lấy cái to to ấy. Đâu, to to là cái nào? Cái này, cái này. Ồ. Tiếp cái liệu. Cái liệu của ai mà quả? Đã gọi là bán đổi rồi còn cái chân này. Cái liệu này của ai nhỉ? Cái này của ai không biết? À được. Mẫu có đơn đơn ta. Cục phôi đấy chắc cũng của bà Tâm luôn. Chưa được bệt. Thân thì bệt. Bệt không bệt. Không có bệt thì đúng rồi. Có bệt nhưng không bệt. Ngắn bệt. Ngắn bệt. Cây này rộng bệt. Chị lại đi rộng hơn nữa lại lấy cái nào. Đây là. Cái cây như này phải rộng bệt. Thân nó khá là bệt thì dính rồi là tuổi. Tí tí tuổi rồi. Tiếc là thân thì rất là rộng. Cây và có chủ ở đây thôi các bác nhé. Bây giờ em không có hỏi được hết đâu. Ngọc Anh này của mình ấy. Đẹp nhỉ, bao tiền ấy? 3,5 triệu. Bán đi rộng cả chỗ. Đây có cây Ngọc Anh có đẹp. Để cho người ta mặc cả nhau mình thấy nó không tự nhiên.
cóc, từ cóc. Da cóc này, da cóc, xi cổ, xi cổ trên bể cổ đấy. Đây phải mua riêng cái chậu này nhỉ, cổ, cổ, vừa nhỉ, chậu này cổ ghê nhỉ. Chậu xi măng mà nó để cái tận để rồi mà. Xi bao tiền anh? 1 triệu. Xi búp hồng. Đấy. Vạt bim bim. Chúng vẫn rủ nhau đi. Bim bim. Đuối ghê. Ta vừa gọi ra thấy báo báo nhưng mà không được. Sim à? Sim. Đây cây sim rừng nhỉ? Sim chứ. Chơi mệt lắm, mệt lắm. Mùa đang mùa hoa đấy, chắc cũng chưa có hoa. Cắt bắt đầu. Sim này, củ sim là mấy tiền đấy? Củ sim là 1 triệu. Cái này là vừa mới đào về đúng không? Không, tớ trồng nó trong chậu đấy. À, chỉ có thật có ý thật đấy, không có gì không? Kiếp, đi đào cây tận Thanh Hóa này, chết. Đi đào cây tận Thanh Hóa này. Đúng không? Toàn đánh cây ở mạng đấy. Đi gì, ví dụ đi cho em mày. Trong đấy có gặp hổ báo chưa? Hổ đâu đây? Cháu á, bác ơi, bác hỏi cái gì? Bác khi trên có đấy bác 4 thân rồi. Bao nhiêu? 3 thân rưỡi. Trả nước rồi đấy. Hôm nay trồng dễ lắm. Không thích trong mà đất cứu. Để trồng nước rồi đúng không? Bác trả nước rồi. Bác phải mua cái cây dễ hơn ra đây. Củ sim là được đấy. Nhưng mà nhà mình thì dừng sim nữa. Nhà mình dừng sim rồi, đi mua sim rồi. Dạ ơi. Nha. Được cái củ được. Được. Chờ củ sim. Nhà mình mang ít cây đi thế. À Tường Vi nhìn cứ tưởng là Tường Vi. Tường Vi quái ghê thế này. Tường chắc. Tường Vi chắc đây. Xin. Xin được. Tiền bố là bố toàn mang cây gì đi ra này. Của Hương này mẫu đơn nhỉ?
hơn 700. Chắc dây đấy bây này là khách họ mua hồ sơ của bà Hảo 900, thế là nhưng mà để chạy quá cho cuối của cháu là thích cuối của cháu là bổ đấy vừa để đây thì sống khỏe vô đối. Đây là gọi là cái dấu gỗ. Chắc dây gỗ. Cái này mà gỗ đục tượng đẹp lắm. Gỗ có chắc. Mua cây nhanh thế đỡ phải nói nhiều thích. Cây sông Huế đục hết rồi. Vâng, hết. Đôi lại. Nhìn lâu. Không lâu đâu. Mà nó mọc không đúng chỗ thì bỏ đi. Mua về là để đục.